Xin chào tất cả mọi người nhé, chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình hôm nay. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm thế nào để chúng ta có thể là tải và cài đặt cái ứng dụng Zalo ở trên chiếc máy tính của chúng ta nhé mọi người nhé. Rồi, thì ở trên máy tính chúng ta khi mà chúng ta tải bất cứ một cái file nào đó để chúng ta cài đặt ở trên máy tính thì mình khuyên các bạn là nên dùng cái ứng dụng là Google Chrome nhé mọi người nhé. Bởi vì khi mà dùng ứng dụng Google Chrome thì chúng ta sẽ tải được những cái file chuẩn nhất về nhé mọi người nhé. Ở đây thì mình sẽ mở cái ứng dụng là Google Chrome lên này. Rồi, ở trên cái thanh công cụ tìm kiếm thì các bạn chỉ cần tìm cái từ khóa cho mình là từ khóa Zalo thôi nhé. Đây, mình sẽ tìm cái từ khóa Zalo này. Enter này. Ok, thì các bạn sẽ kích vào cái đường link đầu tiên cho mình nhé. Nó là zalo.me/PC. Các bạn có thể là tìm trực tiếp cái đường link này ở trên cái thanh công cụ tìm kiếm thì cũng được. Ở đây mình sẽ kích vào cái phần là tải về nhé. Rồi, ở đây tải về đây. Hiện tại thì mình đang ở nhà mình đấy. Thế nên là cái mạng wifi của nhà mình nó cũng hơi kém một chút. Nên là mọi người cố gắng chờ đợi nhé mọi người nhé. Ok, sau khi tải về cái file Zalo như này rồi thì các bạn có thể là kích vào cái phần show in folder này nhé mọi người nhé. Thì là cái thư mục new cái file chạy Zalo của mình, hoặc là chúng ta có thể là kích trực tiếp vào cái file tải này về và chúng ta mở nhé mọi người nhé. Ở đây thì mình sẽ kích trực tiếp. Hiện tại cái máy tính ở nhà mình ấy, nó cái cấu hình của nó cũng hơi chậm một chút, thế nên là mọi người thông cảm để chờ đợi nhé mọi người nhé. Nó không khỏe như cái máy tính ở cửa hàng của mình. Đây, hiện tại là cái ứng dụng Zalo của mình nó đã đang bắt đầu chạy rồi nhé mọi người nhé. Cái quá trình cài đặt này ấy, thì nó cũng chỉ diễn ra trong vòng vài phút thôi. Đó, thì hiện tại là cái ứng dụng Zalo của mình nó đã được trên cái màn hình Discord của mình rồi nhé. Đây, nó đã hiện ở đây rồi. Thì bây giờ nó sẽ tự động mở này. Cái lần đầu tiên các bạn cài đặt thì nó sẽ tự động mở lên cho các bạn luôn. Ok, thì sau khi mình cài đặt xong cái ứng dụng Zalo ở trên cái máy tính của chúng ta thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây thì các bạn có thể là đăng nhập bằng cái số điện thoại của chúng ta và chúng ta điền mật khẩu ở bên dưới là chúng ta có thể hoàn toàn có thể là sử dụng được cái ứng dụng Zalo ở trên PC nhé mọi người nhé. Ví dụ như trong cái trường hợp này của mình thì mình sẽ dùng cái quét mã QR để mình đăng nhập nhé mọi người nhé. Thì mình sẽ kích sang cái phần là quét mã QR này. Rồi, ở đây nó sẽ hiện lên một cái mã QR cho các bạn, thì các bạn sẽ dùng cái điện thoại của các bạn nhé. Chúng ta sẽ quét cái mã QR ở trên máy tính của chúng ta. Thì các bạn sẽ truy cập vào cái Zalo ở trên chiếc điện thoại của chúng ta nhé mọi người nhé. Và ngay trong cái phần trên đầu thì nó có cái phần là quét mã QR ấy mọi người. Hiện tại không biết là mọi người có thể là nhìn thấy không. Đây, mình sẽ cho mọi người xem nhé. Đây, nó có phần quét mã QR ở góc này. Đó, thì mình sẽ kích vào cái phần quét mã QR này. Và chúng ta đưa điện thoại lên cái mã QR ở trên máy tính của chúng ta. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ ấn vào phần là đăng nhập nhé, đồng ý đăng nhập này. Nó sẽ hỏi là đăng nhập ở trên thiết bị nào thì các bạn sẽ vẫn là đồng ý đăng nhập nhé. Rồi, hiện tại là trên Zalo của mình đã thông báo là đăng nhập ở trên máy tính thành công nhé. Và trên máy tính cũng đang bắt đầu là đăng nhập vào cái Zalo của chúng ta nhé mọi người nhé. Đó. Rồi, ở đây các bạn có thể là ấn vào cái phần đồng bộ hóa tin nhắn giữa cái điện thoại của chúng ta và cái máy tính. Thì ở đây mình sẽ ấn vào đồng bộ thì tất cả những cái tin nhắn ở trên điện thoại, tất cả tin nhắn ở trên điện thoại của chúng ta khi mà chúng ta nhắn tin với bất kỳ một ai mà khi đi một đâu đó thì ở trên máy tính của chúng ta đều hiện nhé mọi người nhé. Thì ở đây mình ấn vào phần đồng bộ, hoặc nếu mà các bạn không muốn đồng hộ thì các bạn có thể là ấn vào phần để sau nhé. Đây, khi mà đồng bộ tin nhắn ở trên máy tính, chúng ta kích vào cái phần đồng bộ thì ở trên cái điện thoại của chúng ta thì chúng ta kích vào cái phần là đồng bộ ngay nhé. Đó, rồi chấp nhận đồng bộ máy tính ở trên điện thoại của chúng ta với cả máy tính của chúng ta nhé mọi người nhé. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là đang đồng bộ tin nhắn. Thì đợi cái máy tính của chúng ta loát xong là ok nhé mọi người nhé. Đó, thì hiện tại là mình đang đồng bộ tin nhắn của điện thoại và máy tính này. Mọi người có thể nhìn thấy là tất cả các tin nhắn ở trên điện thoại và tin nhắn ở trên PC đều bắt đầu là hiện ra nhé mọi người nhé. Đó, thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người là cách làm thế nào để chúng ta có thể là tải và cài đặt cái ứng dụng Zalo ở trên máy tính của chúng ta nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và hữu ích thì cho mình một like và đăng ký nhé. Và chia sẻ video giúp mình. Còn bây giờ mình xin khép lại cái video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video chia sẻ tiếp theo nhé.